Mạch sử thành Việt Quốc Tập 2 Giấc mộng dài 13,8 tỷ năm Trời đã nhá nhem chiều Người đàn ông vừa trải qua giấc kỳ mộng bần thân rời khỏi Hoàng Thành Thăng Long đi tới ngôi trường mà con anh ta đang theo học cách đó vài cây số cho kịp giờ đón. Phía trước cổng trường vẫn là một đoàn người lố nhố phụ huynh đứng chờ con tan học, chán hết cả ra lòng đường gây ủn tắc một đoạn khá dài từ năm này qua năm khác mà chẳng thấy giải pháp nào xử lý triệt để. Anh ta trộm nghĩ về việc quy hoạch ngăn cách làm hai làn đường bốn xung quanh trường để có lối thoát mỗi khi tan tầm. Làn trong sẽ dành cho phụ huynh đưa đón con tan trường, người tham gia giao thông thì đi làn bên ngoài. Hay như việc lệch múi giờ, phụ huynh có thể trả tiền dịch vụ cho thầy cô giáo cho học sinh sau 5 giờ tới 6 giờ chiều để có thêm thu nhập tiếc thay mọi thứ từ quy hoạch sắp xếp đã an bài dập khuôn, kẹt, cứ kẹt người ta đang mải cải cách mải xoay vần các khẩu hiệu thành tích 99% đạt loại khá giỏi mải thay đổi nội dung in ấn sách giáo khoa mỗi năm trong khi họ có thể số hóa đầu sách giáo khoa lên trên trang web của bộ giáo dục để phụ huynh, học sinh tự tra cứu hoặc download về mà không cần phải tốn tiền in sách hàng năm nữa Bữa tối cả nhà cũng xong Rửa bát, đổ rác Và lại tiếp tục nhiệm vụ đánh vật Với đống bài tập về nhà của cậu con trai Tâm trí của những người cha, người mẹ Tiếp tục căng não chẳng được ngơi nghỉ Tâm lý và cuộc sống của con trẻ Ngồi trên ghế gỗ hàng chục tiếng đồng hồ Suốt cả ngày trên trường Ở nhà chưa kể việc đi học thêm Đằng đẵng gồng gánh mớ thành tích của thầy cô Của sự hành xác học hành trong xã hội Thì con trẻ nào chịu nổi Tinh tinh Tiếng tin nhắn điện thoại anh ta báo tới một vị khách hàng trong danh bạ nhắn tin nhờ hắn tư vấn về dòng tiền đầu tư. Chị dự định ném 10 tỷ vào đầu tư bất động sản hoặc nhập máy móc sản xuất kinh doanh túi đựng rác làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường trong thời gian 4 năm. Nếu với bất động sản, hiện tại giá đã đạt đỉnh thì 3 năm đầu coi như chị khó lời đồng nào. Cứ vất đấy chỉ đến năm thứ tư chị dự tính mới có thể bán được giá khoảng 20 tỷ. Nhưng nếu đầu tư vào sản xuất túi rác thân thiện với môi trường ngoài việc phải vượt qua các cửa ải chấm chấm, thì trung bình mỗi năm chị tính có thể kiếm được 4 tỷ vị chi 4 năm sẽ thu được 16 tỷ ít hơn bất động sản là 20 tỷ nhưng hai phương án này về cơ bản là như nhau vì dòng tiền đến sớm hơn đều hơn ở phương án sản xuất kinh doanh nếu chị nhìn thật xa để đi thật dài qua nhiều thế hệ thì đầu tư vào sản xuất túi thân thiện với môi trường vừa ít nước giúp tạo ra nhiều quan việc làm cho người lao động mà có khi kinh doanh hiệu quả lại dựng được cả đế chế của riêng mình vượt mong đợi khéo có khi còn rực rỡ hơn cả đầu tư vào bất động sản hay đầu cơ vào bất động sản mặc dù rủi ro nhiều khê cao hơn tùy chị lựa chọn vậy là cũng hết ngày hôm nay anh ta cảm thấy mệt mỏi trong người nên lên giường đi ngủ sớm hơn mọi khi đồng hồ đã điểm 0 giờ 0 5 phút lại một giấc mơ kỳ lạ nữa ập đến trong giấc mơ anh ta bị ném từ hố đen vào một trường không gian cỡ khoảng 13,8 tỷ năm trước đặc kín tầm tối tĩnh lặng mà không một thứ âm thanh hay ánh sáng nào có thể lọt vào được. Bất thình lình, huynh, bùng. Trong tích tắc, một vụ nổ lớn khủng khiếp Big Bang phát ra đã bóp nghẹt lồng ngực và trái tim của anh ta ngừng đập. Anh ta thấy trước mắt mình là các gợn sóng lực hấp dẫn kết hợp với lực điện tử, lực cơ học lượng tử sinh ra từ vụ nổ đã lan tỏa khắp vũ trụ với tốc độ ánh sáng. Vụ nổ Big Bang đã tạo ra mức nhiệt cực đại khiến cho không gian bị giãn nở gấp 100.000 tỷ 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 lần, chỉ trong một phần cực nhỏ của một giây theo khắc lịch sử ấy, cả vũ trụ được hình thành giống như một quả bóng bị phình ra, đẩy các điểm trên bề mặt của nó là các thiên hà ra xa nhau, đồng thời tạo ra những đám mây, tinh vân khổng lồ chứa các nguyên tố nguyên thủy lơ lửng trong không gian. Một cảnh tượng kỳ vũ của vũ trụ sơ khai hình thành đã diễn ra ngay trước mắt anh ta, giống hệt như trên một thước phim viễn tưởng. Thời gian và những sự kiện cứ thế trôi vụt trong tích tắc, 4,6 tỷ năm trước anh ta thấy hệ mặt trời được hình thành bởi các đám mây phân tử khổng lồ trong vũ trụ tích tụ trong trung tâm. Số lượng phân tử còn lại bị tản dẹt ra tạo nên các đĩa đám mây bụi, tiền hành tinh mà về sau chúng tiến hóa dần thành các hành tinh như mặt trời, mặt trăng, tiểu hành tinh cùng các tiểu thiên thể khác trong hệ mặt trời. 500 triệu năm sau đó, tức là 4,5 tỷ năm trước đây, anh ta chứng kiến trái đất quay quanh mặt trời và được hình thành được hoàn thiện bởi tinh vân, đám mây bụi cùng khí dạng đĩa của mặt trời đang lơ lửng chơi với bên ngoài không gian vũ trụ. Người đàn ông lại bị hố đen vô hình hút trở lại rồi ném về hướng trái đất trong tích tắc. 140 triệu năm tiếp theo, anh ta tận mắt chứng kiến biển cả hình thành và 560 triệu năm kế tiếp, tức 3,8 tỷ năm trước, sự sống trên trái đất bắt đầu sinh sôi, các sinh vật bắt đầu xuất hiện. 3,5 tỷ năm trước, sinh vật vi khuẩn đơn bào xuất hiện. 3,3 tỷ năm trước, Lục địa cổ đầu tiên Vanbara đã trồi lên từ đại dương trên bề mặt trái đất 2,4 tỷ năm trước, kỳ băng hà sớm nhất được hình thành. Trái đất trải qua quá trình giảm nhiệt độ một phần do các đại dương hút khí CO2 từ bầu khí quyển ngấm sâu phía dưới, dẫn đến nhiệt độ trên bề mặt hành tinh bị hạ thấp, biến trái đất thành một quả cầu băng tuyết khổng lồ, cộng thêm những thay đổi của quỹ đạo trái đất nghiêng quay quanh mặt trời và vị trí của các lục địa. 2 tỷ năm trước tại vùng Vredefort phía tây nam Johannesburg, Nam Phi xảy ra một vụ va chạm do thiên thạch khổng lồ la vào trái đất với tốc độ ước chừng khoảng 36.000 km một giờ, đã để lại một miệng hố Vredefort rộng khoảng 300 km. 1,6 tỷ năm trước, sinh vật đơn bào tiến hóa thành sinh vật đa bào. 1,1 tỷ năm trước, siêu lục địa Rodinia hình thành và vỡ ra sau 350 triệu năm. 251 đến 200 triệu năm trước, Siêu lục địa Bangia phân mảnh và các bộ phận bắt đầu di chuyển rời xa nhau bởi sự chuyển động ở quy mô lớn của thạch quyển, tức là lớp vỏ cứng bên ngoài cùng, bị vỡ ra trượt trên quyển mềm, tức là lớp cấu tạo ở dưới bề mặt trái đất sâu khoảng từ 100 đến 400 km mà trong giờ địa lý trước đây anh ta có nghe cô giáo tưởng nhắc đến về sự trôi giạt của các lục địa. Ngay lúc đó, anh ta thấy liên tiếp các trận động đất, sự hoạt động của các núi lửa, các dãy núi, dãy đại dương hình thành, châu Mỹ trôi giạt về phía tây mở ra Đại Tây Dương, trong khi khối Ấn Độ lại trôi giạt qua xích đảo để hợp nhất với châu Á. 243 đến 233 triệu năm trước, loài khủng long xuất hiện. 85 triệu năm trước đây, từ sự khởi đầu của sinh học trong đó có các sinh vật vi khuẩn đơn bào xuất hiện cách đây khoảng 3,5 tỷ năm, tiến hóa đến đa bào xuất hiện cách đây khoảng 1,6 tỷ năm, đã tạo ra các loài, lớp, thú động vật trên cạn có vú, trong đó là bộ linh trưởng bao gồm các loài vượn xuất hiện anh ta thấy các loài linh trưởng phát sinh từ các động vật có vú trên cạn nhỏ đang sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới. 66 triệu năm trước, lần thứ hai số mệnh của trái đất tiếp tục bị đe dọa bởi một vân thạch khổng lồ có đường kính khoảng 10 km lao từ vũ trụ và bầu khí quyển, biến nó trông giống như một quả cầu thiên thạch sáng đỏ rực đâm xuống vị trí gần vị Yucatan, Mexico, tạo ra miệng núi lửa Chicxulub rộng tới 180 km. Sức mạnh của quả cầu thiên thạch này đã giải phóng nguồn năng lượng tương đương khoảng 10 tỷ quả bom nguyên tử, đến khi va chạm vào bề mặt đã khiến cho lượng nước biển, đất đá bốc hơi ngay lập tức, kéo theo một loạt các trận động đất khoảng 11 độ Richter diễn ra hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng, đi kèm là một chuỗi các trận siêu sóng thần có chiều cao cả nghìn mét lan khắp các đại dương. Anh ta ôm đầu kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng va chạm kinh hoàng, không thể tin nổi mà trước đây chỉ thấy trên sách vở kìa những trận mưa axit cháy rừng diện rộng đá tan chảy lượng lớn lớp bụi che kín bầu trời trong nhiều năm và xóa sổ hoàn toàn 80 đến 90 sự sống trong đó có loài khủng long từng đàn gục ngã và giống lên thật thảm thiết trước mắt anh ta khung cảnh trên giống như một cuộc chiến đấu giữa bầu trời và mặt đất bầu trời đùng đùng nổi trận cuồng phong mang theo hàng tảng mây đen kịt dài vạn dặm ùn ùn kéo tới cùng với lốc xoáy chớp sấm mưa đá điên cuồng ào ào chút xuống phía dưới mặt đất bụi tung mù mịt, nước dâng, xô lên sùng sụp cũng nhanh chóng phản công bằng hàng triệu phiến đá to bằng con voi ma mút nứt ra từ những dãy núi cùng tí tỷ thân cây cổ thụ to bằng loài khủng long bật dễ bắn ngược lên trên. Hai bên giữa trời và đất giao tranh dữ dội bất phần thắng bại, tưởng chừng như ngày tận thế của tận thế. 17 triệu năm trước, từ bộ linh trưởng được hình thành hai phân nhánh, linh trưởng mũi ướt Strepsirrhini và linh trưởng mũi khô Haplohini, trong đó nhánh mũi khô Haplohini có họ người là hominidae khỉ dạng người và chi Homo, tức là người hiện đại Homo sapiens sau này. 6 triệu năm trước, ngoại tổ gần nhất của con người và tinh tinh xuất hiện, Homo sapiens chính là thành viên của gia đình lớn ồn ào nhất lúc đó là loài vượn lớn. Trong khu rừng nguyên sinh ẩm ướt và nhảy nhụa, anh đã thấy một con vượn sinh ra hai con cái, một tổ tiên của loài tinh tinh và một là bà ngoại của con người Homo sapiens ngày nay. 2,5 triệu năm trước, sự tiến hóa của loài người ở châu Phi, công cụ đá đầu tiên xuất hiện. Con người bắt đầu tiến hóa ở Đông Châu Phi như loài Homo rudolfensis và loài Homo habilis, tức là người khéo léo, từ một dòng chi trước của loài vượn cổ Australopithecus phương Nam. Người tối cổ sống hòa đồng với tinh tinh, khỉ đầu chó. 2 triệu năm trước, từ châu Phi người tối cổ tỏa ra lục địa Á Âu, sự tiến hóa của các loài người khác nhau, họ giao phối dị chủng với nhau, một số nam giới, nữ giới cổ đại đã tách khỏi quê hương để bắt đầu cuộc hành trình và định cư đến Bắc Phi, châu Âu, châu Á. Do môi trường khác nhau nên quần thể người tiến hóa theo cách khác nhau, bao gồm các loài Homo erectus sinh sống ở Đông Á, Homo rudolfensis xuất hiện tại phía đông hồ Rudolf, nay là hồ Tukana ở Kenya, Đông Phi. Thậm chí anh ta còn thấy một số giống người có hành vi ăn thịt cả đồng loại. 1,2 triệu năm trước tại châu Âu, Homo antecessor xuất hiện có chiều cao khoảng từ 1,6 mét, giới đàn ông thì nặng tầm 90 kg với kích thước bộ não khoảng 1.000 đến 1.150 cm khối, nhỏ hơn so với kích thước trung bình 1.350 cm khối của người hiện đại. 600.000 đến 700.000 năm trước, Homo heidelbergensis thuộc chi người Homo bắt đầu phân tách trong vòng 300 thế hệ, nhánh còn lại tiến hóa thành Homo denisovans và Neanderthals 500.000 năm trước, giống người Neanderthal phát triển ở châu Âu và Trung Đông ngoài Tây Á. Trong giấc mơ anh ta nhìn thấy một thân cây vừa bị cháy do xét đánh. Đám trẻ con Neanderthal tò mò chạy tới. Một đứa nhỏ nhất tiến lại gần rồi kéo cành cây và rụng xuống đang bốc khói. Thế là cả đám trẻ đuổi nhau chạy vòng quanh. Gió thổi, cành cây bùng lên một ngọn lửa diệu kỳ. Ngay lúc ấy, đám người lớn vừa đi săn về trông thấy bọn trẻ con chơi đùa với lửa. Họ không còn sợ xét đánh, họ không còn sợ lửa trời nữa. Cả nhóm tiến lại gần đóm lửa. 200.000 năm trước, Homo sapiens tức giống người tinh khôn ngày nay phát triển ở Đông Phi. 70.000 năm trước, sự trỗi dậy của ngôn ngữ, sự tưởng tượng đã khởi đầu cho lịch sử của loài người. Homo sapiens tỏa ra từ châu Phi, hình thành văn hóa gọi là cách mạng nhận thức và rời khỏi nơi này để đặt chân tới châu Âu và Đông Nam Á, tiến tới hành trình hủy diệt tất cả các giống người khác trên trái đất. 50.000 năm trước, Homo sapiens từ châu Phi đã đặt chân tới châu Á sau khi đã vượt qua lần lượt các vùng lãnh thổ ngày nay như Ả Rập, Iran, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Lào rồi đến Việt Nam. Một nhánh Homo sapiens cư ngụ tại lãnh thổ Việt Nam thành tộc người Homo sapiens Việt sau đó, một nhóm nhỏ Homo sapiens Việt ngược lên phương Bắc và một nhánh Homo sapiens khác hướng về phía châu Úc. 45.000 năm trước, Homo sapiens vượt biển đặt chân đến châu Úc, động vật lớn ở đây tuyệt chủng. 30.000 năm trước, người Neanderthals cũng tuyệt chủng. 16.000 năm trước, Homo sapiens đặt chân đến châu Mỹ, động vật lớn tại đây cũng bị tuyệt chủng. 13.000 năm trước loài Homo floresiensis là người Hobbit tuyệt chủng. Lúc này, Homo sapiens là loài người duy nhất còn sót lại. Các loài người khác phần vì dịch bệnh, phần vì biến đổi khí hậu, phần vì chủng người Homo sapiens thắng thế, khả năng sinh tồn tốt hơn, có trí thông minh vượt trội hơn, biết dùng công cụ bằng đá và đặc biệt là thành thạo trong việc sử dụng lửa. 12.000 năm trước, một cuộc cách mạng nông nghiệp xuất hiện, con người Homo sapiens đã có ý thức sử dụng cây trồng, vật nuôi và ý thức được vấn đề định cư lâu dài. 5.000 năm trước, những vùng quốc đầu tiên, chữ viết, tiền bạc, tôn giáo, đa thần xuất hiện. 4.250 năm trước, đế chế đầu tiên trong lịch sử có tổ chức và quy mô đã xuất hiện là Akkad, vùng đất của người Akkad. Do Sagan of Akkad, lãnh đạo sau khi thống nhất các dân tộc Akkad, người Assyria và người Babylon, và người nói tiếng Sumer bao trùm khu vực giờ là vùng cận đông gồm Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Chỉ 180 năm sau khi thành lập, đế chế Akkadian đã sụp đổ. Người Akkadian thất thủ vì biến đổi khí hậu, hạn hán nghiêm trọng dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, người tị nạn gây bất ổn xã hội kết hợp với các cuộc nổi dậy của người dân và các nước láng giềng tấn công đã làm suy yếu đi quyền lực của chính quyền Trung ương Akkad. 2.500 năm trước, Homo sapiens sáng tạo ra tiền xu, đế chế Ba Tư Phật giáo ở Ấn Độ cũng hình thành trong khoảng thời gian này. 2.000 năm trước, đế chế La Mã ở địa Trung Hải và Kitô giáo xuất hiện. 1.400 năm trước, Hồi giáo ở bán đảo Ả Rập cũng được hình thành. 500 năm trước, diễn ra cuộc cách mạng khoa học, người châu Âu chinh phục châu Mỹ và các đại dương, đồng thời lúc này chủ nghĩa tư bản trỗi dậy. 200 năm trước, xảy ra cuộc cách mạng công nghiệp, gia đình và cộng đồng được thay bằng chính quyền và thị trường. Đây cũng là khoảng thời gian sự tuyệt chủng trên diện rộng của hệ động thực vật và cho đến ngày nay. Chứng kiến toàn bộ quá trình hình thành của vũ trụ, mặt trời, trái đất, loài người tinh khôn Homo sapiens, trong giấc mơ, anh ta dường như vẫn có ý thức tò mò mong muốn vượt thời gian để xem liệu giống người Homo sapiens đang tồn tại trên hành tinh được khoảng 600.000 năm và trái đất có tuổi thọ khoảng 4,55 tỷ năm sẽ vĩnh tồn được thêm bao nhiêu năm nữa thì bất thình lình hố đen lại xuất hiện. Nó ngay lập tức nuốt chửng anh ta vào trong cái hố sâu thẳm thẳm rồi lại ném anh ta về phía tương lai. Thời điểm 999 năm sau tức năm 3021, nhiệt độ trung bình trái đất khi ấy đã lên tới 70 độ C. Những khu rừng trên địa cầu đang cháy âm ỉ mang tới các cột khói cao ngút trời. Xác hay động thực vật cháy đen nằm la liệt trên mặt đất. Ở dưới các vụ sụt lún tạo thành hố sâu hàng chục km, lở đất, năng lượng khan hiếm, cạn kiệt hạn hán, dịch bệnh xảy ra khắp nơi. Lơ lửng trên không trung, người đàn ông chứng kiến một phần băng ở châu Nam Cực đang tan ra để lộ phần đất màu than trì trên bề mặt của nó. Các khu vực châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, châu Á, bao gồm các nước Đông Nam Á, ven biển, trong đó có Việt Nam đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm. Anh ta tính toán rằng nếu toàn bộ số băng ở Nam Cực tan hết thì nước biển khả năng sẽ dâng cao tới 60 mét. Lúc đấy, hầu hết các lục địa sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên thời khắc đó chưa đến Trong khi ấy Anh ta thấy ở các vùng lãnh thổ xuất hiện những đoàn người Và khí giới di chuyển hối hả Nhiều nước bắt đầu dàn quân Dàn trận ở sát các vùng biên giới Thế chiến thứ ba có lẽ sắp nổ ra Tại khu vực Đông Nam Á Các nước hạ nguồn lưu vực hai dòng sông Mê Công và sông Hồng đổ ra Biển Đông Đang chuẩn bị sẵn sàng giao tranh với nước lớn ở thượng nguồn là Trung Quốc Bởi sự hạn hán đã lên đến đỉnh điểm Trời không có mưa cả năm Các hệ thống ao hồ sông suối cạn trơ đáy nước ngọt đã không còn tại khu vực châu á một nhóm các phần tử cực đoan mộ đạo thế thiên đứng đầu là vị tỷ phú đồng thời là giáo sư điên phan bối đã âm thầm sử dụng trí tuệ nhân tạo lập trình ý thức cho ai nhận thức kẻ thù hủy diệt trái đất chính là con người cần phải bị tiêu diệt và hắn đã dùng ai xâm nhập vào hầu hết các hệ thống quốc phòng của các nước tại khu vực châu âu Tin tình báo các nước nắm được cho hay, có một nhóm thế lực liên minh với nhau đang chuẩn bị kế hoạch tấn công phủ đầu châu Âu bằng vũ khí hạt nhân. Khí tài, khí giới, từng đoàn robot AI thiện chiến đã được chuẩn bị, tất cả khối NATO đã sẵn sàng cho một trận quyết tử. Song song thời điểm đó, các tàu vũ trụ SpaceX đã nhận được lệnh bí mật đưa hàng trăm nghìn người mang theo hạt giống, động thực vật, máy móc lên tàu không gian rời khỏi trái đất để đến mặt trăng. Trong khi đó, một số nhóm tỷ phú lại quyết định trú ẩn ở dưới các hầm đào kiên cố sâu trong lòng đất. Chỉ có những người dân lành là không hề ai biết gì về sự sống của mình đang bị treo lơ lửng trên đầu họng súng của vài kẻ thù ác chỉ chờ ngày khai hỏa. Bên trong một căn phòng bí mật nằm sâu dưới dãy núi Hòa Sơn cách mặt đất 2.000m, gã tỷ phú giáo sư Phan Bối đang ngồi trước hệ thống màn hình máy tính. Hắn đưa tay hất mái tóc ngược lên trên cái đầu hói của hắn rồi cười rú một cách ghê rợn. Hắn gào lên, không ai khác ngoài ta sẽ thay trời hành đạo và làm bá chủ quả địa cầu này không phải là lũ các người lũ các người tất cả tất cả sẽ phải trở về với cát bụi nơi đó mới là chỗ của các người đầu tháng 6 năm 2021 xảy ra các cuộc đụng độ nhỏ ở sát biên giới ở hai khu vực Đông Nam Á cũng như châu Âu chiến tranh đã chạm tới họng súng tất cả chỉ còn chờ cướp cỏ quân đội phía Trung Quốc đánh tiếng loan báo với các nước Đông Nam Á rằng Họ đã cho quân đội chuẩn bị bè phóng tên lửa hạt nhân nhằm gian đe và cảnh báo các nước Đông Á buộc phải rút quân nếu không sẽ tấn công phủ đầu ở chớp nhoáng. Bên trong phòng làm việc của Bộ Chỉ huy Quân sự Trung Quốc khi ấy đều có mặt đầy đủ những thành phần ở vị trí cao nhất. Cánh cửa chính mở ra, một toán robot AI đi vào để phục vụ nước và đồ ăn buổi trưa cho các nhân vật quyền lực. Không ai trong số họ tỏ ra nghi ngờ Từng ly nước được uống sạch bởi không khí trong căn phòng lúc đó rất căng thẳng. Họ đâu ngờ rằng vị giáo sư Phan Bối đã cài đặt lập trình sẵn cho các robot bỏ các siêu chip vào trong ly nước hòng kiểm soát tất cả các hành vi của nhóm người cao cấp phía Trung Quốc. Dưới dãy núi Hòa Sơn, tên giáo sư Phan Bối bắt đầu thao tác lập trình các màn hình máy tính và thôi miên toàn bộ các thành viên cấp cao của phía Trung Quốc. Sau đó hắn chiếm quyền kiểm soát và một lệnh tấn công được chuyển đi. Các đơn vị tác chiến của Trung Quốc nhận được chỉ thị xác lạnh họ buộc phải thi hành và phóng toàn bộ số đầu đạn hạt nhân đang có tấn công châu Âu và khối Đông Nam Á cùng lúc khai hỏa. Ngày 13 tháng 6 năm 3021, trên bầu trời xuất hiện hàng nghìn đầu đạn hạt nhân được phóng đi theo hai hướng. Ngay lập tức các nước châu Âu phát hiện và loan báo trên khắp thế giới. Lúc đó, vẫn tại ngọn núi Hoa Sơn, tên tỷ phú Phan Bố đặt lệnh cho AI chiếm quyền kiểm soát và khóa tất cả các nút hạt nhân của khối NATO lại. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng trí tuệ nhân tạo đã tiến hóa một cách hoàn chỉnh. Chúng cũng có tư duy, cũng có nhận thức như con người nhưng hành động lại lạnh lùng như một cỗ máy chúng đã chờ đến thời khắc này để tiêu diệt loài người mà fan bối cũng chính là kẻ mà AI muốn tiêu diệt AI đã lạnh lùng nhấn nút khai hỏa 5.000 đầu đạn của khối NATO như một cơn mưa hạt nhân cũng đã rời khỏi bệ phóng tỏa đi khắp hành tinh nơi nào có con người nơi đó sẽ bị hủy diệt những cột nấm khổng lồ bao trùm khắp thế giới xác người xác động thực vật các tòa nhà đổ nát bụi hạt nhân chất phóng xạ phủ khắp địa cầu trong giấc mơ anh ta cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự ám ảnh kinh hoàng đó nhưng không thể một tuần sau nam châu bốn bể biến thành bình địa các núi lửa phun trào động đất khí độc từ lòng đất phụt lên các đại dương đục ngầu một màu đỏ nước biển dâng ngập các châu lục hàng vạn cơn sóng thần cao chừng một nghìn mét tiếp tục nuốt chừng mọi thứ mà chúng đi qua mười năm sau đó một chùm các vân thạch từ nhiều hướng bất thình lình phóng ra từ một hố đen bí ẩn mang theo hàng trăm thiên thạch với kích thước mỗi tiểu tinh khoảng 500 km đã vượt qua bầu khí quyển lao tới trái đất với vận tốc kinh hoàng. Một ngôi sao đã tắt, một ngôi sao đã vụn vỡ giữa vũ trụ. Trái đất, xa xa cách đó vài trăm năm ánh sáng, anh ta thấy một toán UFO của người ngoài hành tinh xuất hiện, họ đang hướng về phía mặt trăng với mục tiêu hủy diệt bằng được Homo sapiens để ngăn chặn nguy cơ giống loài này tiếp tục tàn phá những nơi họ đặt chân đến. Lần này, một chiếc lá bồ đề cùng cây thánh giá vàng óng lấp lánh lại xuất hiện trong giấc mơ của anh ta. Tiếng chuông đồng hồ reo, trời đã sáng. Anh ta tỉnh cơn mộng dài 13,8 tỷ năm và 3021. Tới đây xin hẹn quý vị độc giả ở phần kế tiếp có thể là tựa homo sapiens việt